Bóng rổ từ lâu đã cho thấy được độ phủ và sức hút đặc biệt đối với sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nói về số lượng đội bóng và vận động viên tham gia tại các giải đấu thì bóng rổ sinh viên chỉ xếp sau bóng rổ học đường. Còn nói về chất lượng chuyên môn thì chắc chắn không thể so sánh với các giải đội mạnh trong thành phố. Mặc dù chỉ đứng thứ nhì trong các hạng mục tạo nên sự hấp dẫn của một giải đấu, nhưng bóng rổ ở cấp độ sinh viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và những người làm bóng rổ. Độ phủ của bóng rổ đối với sinh viên là điều không phải bàn cãi, nhưng trái ngược với nhu cầu được tham gia thi đấu của một lượng không hề nhỏ các bạn sinh viên, thì những giải đấu bóng rổ được tổ chức luôn nằm ở mức số lượng có hạn. Chính vì điều đó, giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh luôn là sân chơi được mong chờ nhất của các bạn sinh viên. Bởi tại đây, mỗi năm luôn thu hút được hơn 500 vận động viên tranh tài và thỏa sức thể hiện được đam mê lẫn cá tính với trái bóng cam qua từng trận đấu. Cho tới mùa giải 2019 năm nay, đã là lần thứ 8 giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức bởi Liên đoàn bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh. Cứ qua từng năm, số lượng đội bóng tham gia lại cứ tăng đều và chất lượng chuyên môn cũng ngày càng được nâng cao theo xu hướng phát triển của các giải đấu cấp độ chuyên nghiệp. Thông qua giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều cái tên tài năng được phát hiện và đào tạo để thi đấu đỉnh cao như Dương Minh An, Nguyễn Kỳ Quang, Võ Kim Bảng hay Huỳnh Thanh Tâm. Sân thi đấu VBA và sân thi đấu sinh viên thì em thấy sân thi đấu VBA thì nó có một cái áp lực rất là cao so với các cầu thủ thi đấu. Còn sân thi đấu sinh viên thì em thấy áp lực nhưng có thể một nhẹ một phần nào đó. Và sự đằng sau đó thì mà có VBA thì các bạn sinh viên đều có một cái quyết tâm thi đấu thể hiện kỹ thuật hoặc là cái trình độ của mình để một cách nào đó tốt nhất để khi lọt vào mắt của các vận động viên, các huấn luyện viên của các đội bóng chuyên nghiệp. Những viên ngọc thô ấy sau thời gian được mài dũa tại VBA đã trở thành những viên ngọc tỏa sáng nhất tại giải đấu cấp độ dành cho sinh viên, mang lại động lực cho những vận động viên tự rèn luyện để đuổi kịp trình độ. Qua đó, mang lại những cuộc đua rất hấp dẫn trong giới bóng rổ sinh viên. Có thể nói, sự cạnh tranh tích cực ở yếu tố chuyên môn đang cho thấy mong muốn trở mình của giải đấu này để có thể phát triển xa hơn nữa. Biết đâu chừng, khi những cú trở mình ấy đủ ấn tượng để thu hút những nhà làm bóng rổ, thì chúng ta sẽ không còn phải chờ đợi lâu về một cú hích lớn cho bóng rổ sinh viên.